Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Không chỉ phỉ báng dân Việt Nam, nữ Việt Kiều còn livestream thách thức gọi công an đến đây. Mặc dù bị cư dân mạng chỉ trích liên tục, nhưng nữ Việt Kiều vẫn tỏ thái độ thách thức, hống hách, thậm chí là trêu tức mọi người nhiều hơn. Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng quan tâm đến tin tức liên quan đến dịch bệnh. Bên cạnh công tác phòng chống dịch, tình hình kiều bào về nước cũng gây chú ý không kém. Với tiêu chí cuộc chiến không ai bị bỏ lại, chính phủ và người dân Việt Nam luôn luôn giang tay chào đón đồng bào trở về quê hương. Thế nhưng, bên cạnh những người có ý thức thì vẫn còn đó một số thành phần không đúng mực. Chiều ngày 17 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ về trường hợp một nữ Việt Kiều buông lời miệt thị đất nước sau khi xuống sân bay. Cụ thể, trên trang cá nhân, người này viết: hạ cánh an toàn, Việt Nam có ai đón mẹ con lên lớp không? Sân bay buồn quá đi, có ai đi báo công an chưa? Tụi bay đừng có xạo, ba chấm. Tụi bay chứ không có lũ nước ngoài như tụi tao, tụi bay hốt, ba chấm, mà ăn chứ ở đó mà kỳ thị. Ngay lập tức, chia sẻ này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía cộng đồng mạng, lời lẽ vô văn hóa đó bị chỉ trích rất nhiều. Cư dân mạng nhanh chóng tấn công trang cá nhân của nữ Việt Kiều. Chuyện tưởng chừng chỉ có vậy thì bất ngờ, tối cùng ngày, nữ Việt Kiều lại gây bão mạng xã hội một lần nữa. Người này livestream trên trang cá nhân, nhưng mục đích không phải để xin lỗi mà là thách thức, phỉ báng lại cộng đồng mạng. Người phụ nữ gọi cư dân mạng là lũ, đồng thời mời tất cả đến chửi rủa mình cùng một lúc. Thậm chí, gây tức giận hơn cả là chị ta còn thách thức mọi người gọi công an đến bắt mình. Đoạn livestream trên như thêm dầu vào lửa, càng khiến cộng đồng mạng thêm phẫn nộ. Làn sóng phản đối nữ Việt Kiều ngày càng lan rộng, có ý kiến cho rằng cần báo cho cơ quan chức năng vào cuộc về hành vi xâm phạm, xúc phạm miệt thị Tổ quốc. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật Sư Vlog. Kênh Luật Sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.